Yeah. Cái câu hỏi thứ nhất dành cho tất cả các anh chị đó là ai bón phân cho cây rừng ạ? À? Ai bón phân cho cây rừng ạ? À? à, mẹ thiên nhiên bón phân cho cây rừng. Vậy thì bằng cách nào ạ? À? Bằng cách nào? Bằng quy trình tái sử dụng. Bằng quy trình tái chế thuận tự nhiên. Như các anh chị nói, à, lá cây, nè cành cây, rồi động vật, xác động vật, phân động vật. Vô số những cái loại vi sinh. Vô số những loại vi sinh, vô số những loại nấm đúng rồi quá trình tái sử dụng vô tận tái sử dụng vô tận đã được thiết kế ở trong tự nhiên rồi các anh chị có cảm thấy hoàn hảo không ạ à? khi mà nói đến khả năng tái chế và tái sử dụng của tự nhiên thì người ta hay nhắc đến những cái rừng nguyên sinh bởi vì ở nơi đó không có cái sự can thiệp của con người và cái quy trình tái sử dụng nó là một cái bài học hoàn hảo nhất ở trong những cái khu rừng nguyên sinh. Mọi thứ được tái sử dụng và không có rác. Không có rác. Khi mà chúng ta sinh hoạt ở trong cái đời sống hiện đại thì chúng ta Xem nhiều thứ là rác, chúng ta thêm nhiều thứ là rác và chúng ta um, gom kể cả những cái rác mà những cái thứ mà chúng ta nhân tạo đó, nó không có tự nó không có tự tái sinh được à, rất là nhiều rác mà chúng ta tạo ra nhân tạo thì chúng ta biết rồi chúng ta phải chủ đích tái chế cái rác nhân tạo đó để nó được tái sử dụng nhưng mà cái rác của thiên nhiên thì bây giờ Tại sao chúng ta học cách phân loại rác à? Chúng ta học phân loại rác là bởi vì cái rác hữu cơ, đó, cái mà chúng ta gọi là rác hữu cơ, cái của tự nhiên đó, nó không phải là rác. Nó là món quà cho cái quá trình tái sử dụng của tự nhiên. Nhưng khi chúng ta định danh nó là rác và chúng ta vứt nó đi thì chúng ta can thiệp vào cái vòng tái sử dụng của tự nhiên cho nên chúng ta phải phân loại rác để cái cái món quà hữu cơ đó nó đi ngược trở về trở thành phân bón cho cây cối đúng không ạ? À? Còn những cái thứ chúng ta nhân tạo nó không có được cái đặc tính tự tái tạo đó. Cho nên là chúng ta phải tái chế. Mà nếu chúng ta không tái chế nó thành cái À, rác thật sự cho địa cầu mà chúng ta đang nói rất là nhiều về môi trường chúng ta nói về rác nhựa chúng ta nói về cái vấn nạn đó nhưng mà chúng ta không có biết cái điều gì thật sự xảy ra ở cái góc ở cái gốc là những cái sản phẩm nhân tạo thì không có cái năng lực tự tái sinh không có cái năng lực tái sinh vĩnh cửu như là những sản phẩm thiên tạo và vì vậy chúng ta sẽ nhìn xem à vậy thì trong những cái đặc tính thiên tạo đó cái gì làm cho những cái vật thể đó có thể tái sinh vĩnh cửu cái gì cũng có quy trình nè à? cái gì cũng có quy trình tái sinh cũng có quy trình tái chế cũng có quy trình thì chúng ta quay về với cái nguyên liệu cơ bản nhất mà tất cả các vật chất trong vũ trụ được tạo dựng cái nguyên liệu cơ bản nhất của tất cả những cái thứ vô cơ và hữu cơ là nguyên tử là năng lượng nó được kết hợp với nhau như thế nào để đến khi rã ra nó lại có thể tái kết hợp thành những thứ mới tự nó còn đối với những cái vật chất nhân tạo thì khi chúng ta rã ra nó không còn có cái năng lực tự tái chế thành những cái vật thể mới và cái quy luật đó cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và chúng ta hay nói về bảo vệ địa cầu, chúng ta hay nói về um, bảo vệ môi trường. Thì chúng ta có thể ngay lập tức lựa chọn là mình tăng sử dụng mình tăng sử dụng những cái sản phẩm thiên tạo và mình giảm sử dụng những cái sản phẩm nhân tạo mà mình biết rõ là nó không có tự tái chế được đúng không ạ à? đó là cái nguyên tắc mà chúng ta có thể nhìn và áp dụng à, các anh chị em cũng có thể từng đọc cuốn sách cuộc cách mạng một cộng rơm anh chị em nào đã đọc cuốn sách của cách mạng một cộng rơm thì mình có thể nhớ cái câu chuyện những anh chị em nào chưa đọc thì mình có thể tìm đọc à, và ở um, trên mạng thì thì cái ban dịch thuật đã cho cả sách miễn phí chính thống à, để để mình có thể tìm hiểu thì cái cuộc cách mạng một cộng rơm này ông fuguka nói rằng chúng ta có thể trả rơm về cho ruộng cái điều rất đơn giản đó là trả rơm về cho ruộng và um, phải cho cỏ dại cỏ cỏ dại mà đúng cái bản chất của cái ruộng đó như là cỏ ba lá được mọc rồi um, những con vịt con chim uh, nó phải sinh hoạt trên cái ruộng đó để phân lại trên đó rồi vi sinh à, cỏ ba lá rơm rạ làm cho cái đất đó nó được giàu có mà không cần cày cấy à, sau đó thì cái ruộng của ông Fuguka chứng minh là cái bộ rễ nó cực kỳ lớn trên cái ruộng đó bộ rễ cực kỳ lớn mà có vẻ như không phải làm gì và những cái cọng lúa thì cái đoạn thân á, nó rất là thấp nó không có cao như cây lúa của những ruộng khác nhưng cái đoạn mà mang hạt á, thì nó cực kỳ dày nó triểu hạt cái đoạn cái đoạn bông và hạt nó rất là lớn so với cây cây lúa của những cái ruộng à, mà được được cày cấy theo kiểu nông nghiệp hiện đại. Cụ cách mạng một cộng rơm không có nói về nông nghiệp mà ông nói về cái quy tắc quy tắc trả về trả về cho tự nhiên cái vốn dĩ không phải là rác cái vốn dĩ thuộc về cái ruộng đó vậy thì khi mà mình lấy được cái hạt lúa rồi mình phải trả cộng rơm về cho ruộng. Rà, rồi mình phải để cái ruộng đó vừa có nước à, vừa không có canh tác để cho chim trời, cho vịt trời nó về, nó bơi lội trên cái ruộng đó, nó sống trên cái ruộng đó. vậy thì mùa sau khi mà mình bắt đầu canh tác trở lại thì cái ruộng của mình nó đã tái sinh, yeah, nó đã tái sinh. Rồi, các anh chị có từng à, mình mình có từng nhớ đến nước được tái chế như thế nào không ạ? À? Nước. Nước của địa cầu mình á thì chúng ta đã từng học địa lý và chúng ta đã học vòng tuần hoàn của nước trên địa cầu. Và đó cũng là một quy trình tái sinh vĩnh cửu. À, một quy trình tái sinh vĩnh cửu ở trong nước là sao ạ? À? dành cho chúng ta luôn có nước à nước bốc hơi lên rồi ngưng tụ thành mây à, mây sẽ thành mưa và mưa sẽ tuôn xuống rồi sao ạ? À? thấm vào trong những tầng đất đá đất đá rễ cây à, sỏi đá lọc nước xuống các tầng nước ngầm nước ngầm sẽ chảy vào các cái nguồn nước sông hồ biển và cứ như vậy cái vòng tuần hoàn của nước mang cho chúng ta không chỉ là nước sạch mà mưa rải nước đi khắp nơi mưa mang nước sạch đi khắp nơi À, và ngày nay thì chúng ta nói về ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm biển, ô nhiễm cả nước mưa nữa, chúng ta hứng nước mưa chúng ta cũng không còn dám xài nước mưa nữa. Cho nên bây giờ chúng ta nghe về những cái nguồn nước khoáng tự nhiên ở trên những cái đỉnh núi, ở trên những cái đỉnh núi như là những cái vùng mà không có người ở thì lúc đó cái nguồn nước đó vẫn là cái nguồn tinh khiết và những cái nguồn nước tinh khiết đó nó mang cái tác động chữa lành và vốn dĩ tất cả nước trên địa cầu là như thế chứ không phải là nước khoáng ở vùng này tại sao có phép lạ chữa được những cái bệnh bên trong và bên ngoài da là bởi vì vốn dĩ nước đều là nước khoáng tự nhiên vốn dĩ nước đều trong lành và chữa lành như thế và nước mang năng lực chữa lành đó là nước tái sinh và tái sinh vĩnh cửu và vì sao mà chúng ta lại ô nhiễm nguồn nước theo các anh chị em chính vì mình không hiểu luật của vũ trụ chính vì mình sống tách rời với luật của vũ trụ chính vì mình nghĩ mình có quyền can thiệp mình có quyền ích kỷ mình có quyền không quan tâm mình có quyền không hiểu biết cho đến khi chúng ta đều là nạn nhân của sự không hiểu biết của mình đúng không ạ à? và chắc sẽ có cách để mà chúng ta sửa sai chắc sẽ có cách mà cái nguồn nước của chúng ta sẽ được phục hồi nhưng không phải chỉ là như vậy thật ra cái sai của chúng ta vô cùng lớn nhưng mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn địa cầu để sống và um, mỗi ngày thì những cái nhà bảo vệ thiên nhiên báo cho chúng ta biết là có bao nhiêu giống loài bị tiệt chủng bởi vì ô nhiễm nhưng mà có điều một điều chúng ta không nhận ra đó là cái sai khủng khiếp của chúng ta vẫn đang được sửa sai bởi thiên nhiên đại dương biển không phải tự nhiên mà mặn mà muối đó chính là điện của vũ trụ Cái muối trong nước biển, trong đại dương Và 70% bề mặt địa cầu Mang cái nguồn điện đó Là đang giải độc cho nguồn nước Giải độc cho nguồn nước Và vì sao mà người ta có thể chứng minh được điều đó ạ? À? Bởi vì người ta chứng minh được là nước biển mặn mặn mãi là do những cái mạch điện ở từ lòng của địa cầu, lòng của địa cầu gửi những cái mạch điện và cái điện đó nó muối hóa cái nước biển của mình. Vậy là làm sao mình biết là nước biển giải động? Là bởi vì cái nước mà lúc mà ở đầu cái sông đi ra biển đó, ở cái cửa biển. Đó, nó ô nhiễm nặng lắm gần với bờ cái nước biển nó ô nhiễm rất là nặng nhưng mà càng đi ra xa thì cái nước biển nó tẩy độc cho nên sâu trong lòng đại dương thì nó không có ô nhiễm như ở gần bờ và vì vậy cái lượng nước mưa mà nếu mà nó được trả về ở cái vùng mà những cái vùng mà không khí không có bị ô nhiễm đó, thì nước mưa đó vẫn là nước tinh khiết như là một cái bình chân cất khổng lồ một cái bình chân cất khổng lồ vậy thì chúng ta thấy là được hòa tan trong cái muối gọi là những cái từ trường điện để giải độc và sau đó thì được chân cất khổng lồ để cho chúng ta vẫn được nhận cái nguồn nước mà nó trong lành hơn cái mà chúng ta đã thải ra và vì có cái tình yêu thương vô điều kiện đó vì có cái sự giải độc vĩnh cửu đó mà chúng ta vô tâm chúng ta không có nhận ra là mình đưa vào nguồn nước những gì và nước phải liên tục giải độc cho mình như thế nào à, một cái cách giải độc khác nữa đó là sấm chớp đó, điện của sấm chớp cho nên chúng ta thấy trời mưa bão thì đi kèm với sấm chớp và chính khi đó rất nhiều điện được gửi trong cái bầu khí quyển để mà chúng ta được liên tục giải độc chúng ta được tái cân bằng và đó là mình quan sát những cái hiện tượng hữu hình những cái quy trình hữu hình tự nhiên xung quanh mình và đó, đó là những cái điều mà khoa học mình được học nhưng mà mình cũng không có suy nghĩ sâu về cái quy trình và cái quy luật đằng sau quy trình đó để mình biết ơn thật sự biết ơn để mình thật sự sống phù hợp và đúng đắn là khi mình chọn hành động chính trực thì như nãy thầy thái vừa mới nói hành động chính trực cao nhất là hành động phù hợp với luật của vũ trụ vậy thì cái việc mà mình học luật của vũ trụ là cái việc quan trọng nhất bởi vì nếu không thì mình sẽ không thật sự biết hành động chính trực là như thế nào mình không thật sự biết là những cái điều đúng sai phải trái mà mình lựa chọn trong sinh hoạt hàng ngày của mình là như thế nào và vậy thì làm sao mình có thể đồng hành định hướng hỗ trợ giúp đỡ những bạn trẻ là học sinh là con cái của mình được đúng đắn đúng không ạ à? đúng không ạ à? cho nên chúng ta được vào một cái môi trường mà ở đó chúng ta được học những cái điều cơ bản nhất những câu hỏi đơn giản nhất để mà chúng ta sống hàng ngày nhưng mà chúng ta không có bị lãng quên chúng ta được nhắc nhở chúng ta được học tập về luật của vũ trụ thì nó mới thật sự đi đến gốc được ạ à? nó mới thật sự là gốc và nhờ thành tựu của khoa học càng ngày cái quy luật vũ trụ càng được phân tích rất là nhiều những cái bằng chứng khoa học chỉ cần chúng ta đi tìm thôi chỉ cần chúng ta biết rằng thịnh vượng thì phải đúng luật của vũ trụ và các anh chị đi tìm các anh chị sẽ có vô số những cái video vô số những cuốn sách vô số những bài học để mình nhớ những cái bài học khoa học cơ bản nhất của mình khi học phổ thông á nó có ý nghĩa gì? Giống như là chúng ta đã từng học cái bài học khoa học về cơ thể của mình. Nhưng mà khi chúng ta học cái bài học về cơ thể của mình trong môn sinh học ở nhà trường thì chúng ta không học nó để biết ơn mà chúng ta học nó để trả bài. nếu mà chúng ta học với lòng biết ơn chúng ta học để biết sống như thế nào tối ưu những cái quy trình của cơ thể thì có lẽ là giảm thiểu rất là nhiều những cái bệnh nan y mà bây giờ chúng ta đang đối mặt đúng không ạ à? vậy thì chúng ta sẽ thay đổi cái cách học của mình nhờ đó chúng ta có thể thay đổi cái cách học của con cái Và của học sinh của mình Những quy luật vũ trụ Nó không còn quá xa rời Đối với chúng ta Các anh chị có cảm nhận như vậy không ạ? À? Có các anh chị nào Nhớ rằng mình đã học môn sinh vật Trong cái trường cấp 2, cấp 3 Của mình như thế nào không? Mình có xúc động mình có biết ơn mình có cảm thấy nổi da gà năng lượng chạy rần rần khi mà được thầy cô tả cho mình những cái hệ thống quá trời vi diệu của cơ thể không ạ à? không đúng không mình học với rất nhiều áp lực mình học với rất nhiều những cái ngộ nhận mình không có nổi da gà như bây giờ khi mình được nhắc là con mắt của mình tuyệt vời như thế nào Ánh sáng mà giúp mình phân biệt màu sắc, hình dạng tuyệt vời như thế nào. Và nếu mà mình đã từng học với nhận thức như vậy, với lòng biết ơn như vậy, có lẽ là cuộc sống của mình đã khác rất nhiều rồi. Đã khác từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi. Không có còn quá đau khổ vì học nữa. và à, đó là mình nói về những cái à, vật chất mà nó được tái sinh mình có thể nhìn thấy mình thấy đất mình thấy à, nước vậy thì về năng lượng thì sao năng lượng cũng tái sử dụng liên tục về khí thì sao khí cũng tái sử dụng liên tục bởi vì mình cũng đã biết rồi mình hít oxy và mình trả ra co2 thì cây xanh hít CO2 và thở ra oxy. À, và chúng ta biết cái lá phổi bên trong và lá phổi bên ngoài, đúng không ạ? À? Và cái hơi thở của chúng ta là hơi thở với tự nhiên, một hơi thở bên trong tương ứng với một hơi thở của cây xanh. Mà chúng ta kết nối trong cái vòng tái sinh vĩnh cửu đó. năng lượng mặt trời chiếu xuống và những cái cây xanh nó quan hợp nó sử dụng năng lượng mặt trời đó nó gắn vào trong những cái phân tử mới của cái cây và khi mà chúng ta ăn cây khi mà những cái động vật nó ăn cây ăn thực vật thì những cái năng lượng mặt trời đó được tách ra chúng ta tưởng là chúng ta ăn dưỡng chất nhưng thật ra chúng ta ăn năng lượng mặt trời của quá trình quan hợp đó khi mà những cái phân tử của thực vật được rã ra để mà chúng ta có à, có những cái thành phần cơ bản để chúng ta sử dụng cho dinh dưỡng thì trong cái quá trình gãy ra đó cái năng lượng mặt trời của quá trình quan hợp lại được sử dụng trong cơ thể của chúng ta và khi mà chúng ta có cái năng lượng đó thì chúng ta làm cái gì với nó nó chuyển thành tư tưởng của chúng ta. Cái cái điện từ mặt trời gửi trong cái lá cây, gửi trong cái rau quả, chúng ta ăn cái đó, chúng ta lại nhận cái điện mặt trời đó. Rồi chúng ta lại dùng cái điện đó để tạo ra tư tưởng. Rồi cái tư tưởng của chúng ta nó lại trả về cho vũ trụ. Và cứ như vậy thì chúng ta là một phần của cái quá trình năng lượng mặt trời được tái sinh vĩnh cửu. gần như mọi vật chất ở đây vật chất bao gồm cả năng lượng đều nằm trong cái luật tái sinh vĩnh cửu đó vậy thì có phải là cuộc đời của chúng ta bắt đầu ngày chúng ta sinh ra và kết thúc ngày chúng ta dừng lại không ạ à, à chúng ta không có sinh ra cái ngày chúng ta sinh ra bởi vì cái cơ thể của chúng ta nó đã là cái sự tái chế của rất là nhiều những cái à những cái thân thể khác. Thân thể của thực vật, thân thể của động vật, thân thể của loài người, thân thể của năng lượng vũ trụ tạo thành chúng ta, cho nên chúng ta không có bắt đầu ngày chúng ta sinh ra và chúng ta cũng không có kết thúc ngày chúng ta dừng lại ở trên địa cầu này. Và đó là lý do tại sao cái ngày chúng ta biết lý do chúng ta ở đây nó rất là quan trọng. Cái ngày đó giúp cho chúng ta nhận ra là mình không có chỉ sống bao nhiêu năm nay. Và thầy Thái có nói cái ước mơ 30 năm của thầy nếu mà thầy dừng lại ở trên địa cầu thì nó còn tiếp tục được thực hiện bởi mọi người và tất cả chúng ta đều như vậy trí tuệ của chúng ta không có phải là cái chúng ta học trí tuệ của chúng ta là trí tuệ tập thể đã được tích lũy trong quá trình tạo dựng trí tuệ của nhân loại ví dụ như là những cái quan sát về luật vũ trụ mà cô hồng vừa mới chia sẻ cho các anh chị em đó nó không có phải là trí tuệ của một người mà nó là trí tuệ tập thể của nhân loại và chúng ta học cái trí tuệ tập thể của nhân loại đó để làm gì ạ để phát triển lên tầm trí tuệ mới vì vậy mà cái giá trị đầu tiên của chúng ta là nâng tầm trí tuệ nâng tầm trí tuệ không phải là tôi ngày hôm nay giỏi hơn tôi ngày hôm qua tôi ngày hôm nay biết nhiều hơn tôi ngày hôm qua mà là trí tuệ của nhân loại ngày hôm nay khi mà tôi học nó tôi góp cái gì để mà nó hữu ích hơn để mà nó có ý nghĩa hơn thì đó là nâng tầm trí tuệ và sau này tôi để lại cái gì tôi để lại di sản gì và đó là nâng tầm trí tuệ gia tăng giá trị tôi để lại di sản gì